hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 là tinh thần mà huyện Kim Động đang khẩn trương thực hiện để giúp cho người dân sớm tái thiết lại tài sản, ổn định cuộc sống. Bão Yagi vừa qua đã làm ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Lợi ở thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh bị tốc quá nửa mái ngói. Nhà neo người lại có hoàn cảnh khó khăn nên những thiệt hại ngày càng khiến gia đình kiệt quệ. Ngay khi bão tan, chính quyền địa phương đã ngay lập tức huy động lực lượng giúp đỡ gia đình khắc phục tạm thời. Đồng thời huyện Kim Động đã nhanh chóng trích quỹ cứu trợ của huyện trao 20 triệu đồng giúp gia đình chị khắc phục hậu quả bão lũ. Được sự giúp đỡ kịp thời như thế thì tôi rất là cảm động, giúp cho tôi sớm ổn định cuộc sống. Qua cái trận bão này mới thấy được rằng là tinh thần hỗ trợ cũng như là sự đoàn kết với nhau. Dân tình ở xung quanh xóm cũng các ông các bà cũng đến hỗ trợ về cái việc là che đậy lại cái lóc mái đây này. Trang trại nuôi bò của gia đình chị Vui ở xã Mai Động trong những ngày bão lũ đã bị ngập hoàn toàn. 72 con bò của gia đình phải nhanh chóng di rời đến vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn. Quá trình di chuyển trong mưa lũ, nước dâng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức đề kháng, chống chịu của đàn bò. Nên khi quay trở lại chuồng nuôi, chị đầu tư nhiều kinh phí để bổ sung dinh dưỡng, thức ăn cho đàn bò. Trong hoàn cảnh ấy, nguồn hỗ trợ gần 15 triệu đồng kinh phí di rời vật nuôi với số tiền 200.000 đồng một con do huyện hỗ trợ cũng là nguồn động viên kịp thời hỗ trợ gia đình ngay lúc này. Trong cái lúc chúng tôi khó khăn, động viên gia đình chúng tôi kịp thời, chúng tôi đã nhận được cái số tiền di rời đến tay gia đình ạ. Tính đến ngày 25 tháng 9, huyện Kim Động đã giải ngân trên 800 triệu đồng trao đến tay những hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tinh thần hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất, ưu tiên những trường hợp cấp bách như hộ thiệt hại nặng, hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại tài sản. Cùng với đó là hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêu độc khử trùng các khu chăn nuôi tập trung, khu chợ, di rời tài sản, vật nuôi. Chúng tôi cũng đã vận động vào quỹ cứu trợ của huyện được số tiền là trên 3 tỷ 6. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu thường trực huyện ủy để tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại với tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất để các hộ dân khắc phục được khó khăn. Thời gian tới, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, huyện Kim Động tiếp tục rà soát và kịp thời giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đến người dân trên tinh thần đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả nguồn lực.